Trên thế giới, căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường tài chính rung chuyển. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bị cấm nhập cảnh vào Israel. Cựu Tổng thống Trump chỉ trích chính quyền Biden-Harris đưa thế giới đến bờ vực Thế chiến 3. Ukraine buộc phải rút khỏi pháo đài Vuledas sau 2 năm giao tranh. Tuyết rơi và động đất vào ngày Quốc khánh Trung Quốc. Tai nạn liên hoàn, 11 xe bốc cháy trên cao tốc Nội Mông. Tại Việt Nam, tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi lái xe tải qua suối. Thông tuyến quốc lộ 2 ở Hà Giang sau gần 4 ngày sạt lở. Cả nhà 5 người nhập viện do mắc loại xoắn khuẩn nguy hiểm từ nước lũ. Một trường học tháo 7 TV trả lại tiền cho phụ huynh. Nợ thuế trên 90 ngày sẽ bị hoãn xuất cảnh. Hello, xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng đến với những thông tin mới nhất được cập nhật trong chương trình sáng nay, ngày 3 tháng 10 của Khoa Tự nhiên. Mở đầu là phần tin tức trên thế giới. Căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường tài chính rung chuyển. Với tâm lý lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông ngày càng gia tăng, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm toàn diện vào hôm ngày 1 tháng 10. Chỉ số VIX đo lường trạng thái biến động thị trường đã tăng hơn 15% lên 19,26. Các chỉ số quan trọng như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq đều giảm điểm. Ở thị trường Nhật Bản thì chỉ số Nikkei giảm 2,18%, đồng thời các nhà đầu tư đang theo đuổi các tài sản trú ẩn an toàn khiến vàng tăng giá. Và giá vàng tương lai của Mỹ đã tăng hơn 1% lên hơn 2.690 đô la Mỹ một ounce. Mặc dù thị trường chung là giảm, nhưng cổ phiếu của các công ty năng lượng vẫn tăng cùng với giá dầu Mỹ. Sau khi tin tức về cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel xuất hiện, giá dầu quốc tế đã ngay lập tức tăng. Và trong số đó, giá dầu thô nhẹ giao tháng 11 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đóng cửa ở mức hơn 69,8 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng hơn 2,4%. Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London đóng cửa ở mức 73,5 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng gần 2,6%. Một thông tin khác liên quan đến tình hình Trung Đông. Mới đây, Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres là người không được chào đón vì ông đã không lên án vụ Iran tấn công tên lửa vào nước này. Điều này đồng nghĩa với việc ông Guterres bị cấm nhập cảnh. Ngoại trưởng Israel Katz đã nói rằng bất cứ ai không lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel đều không xứng đáng đặt chân lên đất nước chúng tôi. Ngoại trưởng cũng cáo buộc ông Guterres ủng hộ Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran và sẽ là nỗi hổ thẹn trong lịch sử Liên Hiệp Quốc nhiều thế hệ tới. Trước đó khi mà Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo và siêu vật âm vào Israel đêm ngày 1 tháng 10, ông Guterres đã lên án cuộc xung đột ngày càng lan rộng ở Trung Đông và chỉ trích leo thang, tiếp nối leo thang trong khu vực. Trong khi đó, thì tại Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã cảnh báo thế giới đang tiến đến bờ vực thảm họa sau vụ tấn công của Iran. Cựu Tổng thống đã nói tại cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang Wisconsin vào hôm ngày 1 tháng 10 rằng, vừa mới đây Iran đã phóng 181 quả tên lửa đạn đạo vào Israel. Tôi đã nói về Thế chiến thứ 3 từ lâu và tôi không muốn dự báo bởi nó luôn trở thành sự thật. Ông cũng tiếp tục bày tỏ quan điểm trên nền tảng Truth Social. Chúng ta không có lãnh đạo, không có ai điều hành đất nước. Chúng ta có một tổng thống không tồn tại là Joe Biden và một phó tổng thống hoàn toàn vắng mặt, bà Kamala Harris, người quá bận rộn gây quỹ ở San Francisco. Ông Trump cũng tiếp tục tuyên bố rằng khi ông còn đương nhiệm, Iran đã hoàn toàn bị kiểm soát. Chuyển sang tình hình chiến sự tại châu Âu. Quân đội Ukraine cho biết đang rút khỏi thành phố Ukraine ở miền đông khi mà lực lượng Nga tấn công dữ dội và đe dọa bao vây khu vực. Phía Ukraine đã nói trong bài đăng trên Telegram vào hôm qua ngày 2 tháng 10 rằng Bộ Tư lệnh đã cho phép rút các đơn vị khỏi Ukraine để bảo toàn binh lực và thiết bị quân sự để bảo đảm cho những hoạt động tiếp theo. Theo nguồn tin từ phía Ukraine, quân đội nước này đang gây tổn thất nặng nề cho đối phương nhưng cũng đã bị tấn công liên tục. Các đơn vị phòng thủ của Ukraine đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Các video của Nga trên Telegram cũng cho thấy quân nhân nước này cắm cờ trên các tòa nhà đổ nát. Đồng thời, truyền thông nước này đưa tin nhóm binh sĩ cuối cùng của Kiev đã rút khỏi thành phố Ukraine vào đêm ngày 1 tháng 10. Ukraine có địa hình cao hơn các khu vực xung quanh và được xem như là pháo đài ở miền đông Ukraine, đóng vai trò là mắt xích quan trọng của phòng tuyến phía tây nam khu vực.
và hiện Nga đã kiểm soát 80% vùng Donbass và cho biết mục tiêu chiến thuật là kiểm soát toàn bộ khu vực này. Tuyết rơi và động đất vào ngày Quốc khánh Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10 năm 2024, hiện tượng thời tiết lạ đã xảy ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Tuyết rơi trái mùa xuất hiện ở nhiều nơi như Bắc Kinh, Sơn Tây và Hà Bắc. Tại Bắc Kinh, từ 7 giờ sáng, tuyết đã bắt đầu rơi ở Linh Sơn và một số khu vực khác. Và cùng ngày, nhiều nơi khác ở Sơn Tây và Hà Bắc cũng đón tuyết trái mùa. Riêng ở Sơn Tây, nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C, tuyết rơi nặng hạt làm khách du lịch bất ngờ. Không chỉ thời tiết, động đất cũng đã xuất hiện liên tục. Vào lúc gần 7 giờ sáng, một trận động đất nhẹ 1,8 độ đã xảy ra ở Vũ Hán, tâm chấn sâu 7 km. Cùng ngày, một trận động đất khác 3,3 độ cũng đã xảy ra ở Hợp Phi, An Huy. Cũng vào ngày 1 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng ở Nội Mông, Trung Quốc. Vào lúc 7 giờ 48 phút, do tuyết rơi nên mặt đường trơn khiến một xe tải sơ mi rơ móc chở than bất ngờ mất lái lao qua đường cao tốc. Các phương tiện phía sau chưa kịp phản ứng nên đã xảy ra va chạm với xe phía trước. Tổng cộng có 12 phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn này, trong đó có một xe tải lớn và 10 xe ô tô nhỏ bốc cháy. Một số ô tô bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sườn. Ngọn lửa nghi ngút với khói đen bốc lên bao phủ bầu trời và có thể nhìn thấy cách đó vài km. Vụ việc đã khiến làn xe cùng chiều bị tắc nghẽn hàng chục km trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Và mở đầu tiếp tục là các thông tin liên quan đến mưa lũ sạt lở đất. Lái xe tải qua suối gặp lũ, tài xế mất tích. Theo như thông tin từ xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra vào lúc 13h30 ngày 2 tháng 10. Và lúc này, trên toàn thành phố đang mưa lớn, dòng nước mạnh và chảy xiết từ đầu nguồn đã đổ về đập tràn tại thôn Xuân Thành, cuốn trôi chiếc xe tải nhỏ vừa đi đến giữa suối. Sau đó, người dân tìm thấy xe tải bị kẹt lại ngang suối, cách đập tràn khoảng 10 mét, còn tài xế 31 tuổi ở phường 11, thành phố Đà Lạt bị mất tích. Con suối nơi mà tài xế gặp nạn bắt nguồn từ xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, chảy qua nhiều khu sản xuất nông nghiệp của người dân. Đoạn đập tràn dài khoảng 10 mét và rộng 4 mét. Người dân cho biết rằng, thường ngày nơi đây khô ráo, người dân lưu thông bình thường, nhưng trận mưa này nước đổ về bất ngờ, người qua suối không kịp trở tay. Còn tại Hà Giang, vào chiều ngày 2 tháng 10, điểm sạt lở trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã được thông tuyến, các phương tiện đã có thể di chuyển. Lực lượng chức năng đã hốt dọn bùn đất, đồng thời tiếp tục giải tỏa vùng ven, điều tiết phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn. Trong đó các xe có trọng tài lớn di chuyển theo một chiều và có cảnh sát giao thông phân luồng từ xa. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Giang cũng cho biết tuyến đường được thông tạm thời, đến khi hết các xe đỗ chờ tại đầu tuyến sẽ tiếp tục cấm đường để dọn dẹp phần lề đường. Theo nhà chức trách, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 30.000 mét khối và kéo dài khoảng 300 mét khiến cho giao thông tê liệt. Tại khu vực sạt lở đã tìm thấy 5 nạn nhân tử vong đều là người ở huyện Bắc Quang. Theo như thống kê sơ bộ, trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 29 tháng 9 đến trưa ngày 1 tháng 10 tại Hà Giang đã làm 15 người thương vong và mất tích, thiệt hại hàng trăm nhà ở và nhiều diện tích hoa màu, tài sản, gia súc, gia cầm, tổng thiệt hại ước tính hơn 36 tỷ đồng. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến sức khỏe. Vào ngày 2 tháng 10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết sau cơn bão số 3, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da. Có trường hợp là 5 người trong gia đình ở Thái Nguyên cùng nhập viện trong tình trạng sốt, mệt mỏi. Trong đó, người đàn ông 48 tuổi phải nhập khoa cấp cứu do bị nặng, men gan tăng cao, suy thận cấp và giảm tiểu cầu. Người vợ cho hay rằng gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 ở vùng ngập nặng tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Trận lũ khiến cho nước ngập sâu tới 1,8 mét, gia đình phải sinh hoạt trong nước lũ ô nhiễm. Đồ dùng ngập trong nước, chuồng trại chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng nặng. Vào khoảng 4 ngày sau cơn bão số 3, chồng bà đã bắt đầu bị sốt cao kèm mệt mỏi, khó thở, bụng trướng căng và đau vùng mạn sườn phải. Uống thuốc hạ sốt nhưng các triệu chứng không giảm, ông đã được đưa đến cơ sở y tế sau đó chuyển viện. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ nghi ông và 4 thành viên trong nhà cùng mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da.
Bệnh viện cho biết đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do các xuân khuẩn Leptospirale xâm nhập vào cơ thể qua những vết xước, niêm mạc khi mà tiếp xúc với nước bị nhiễm khuẩn. Và đáng chú ý, vi khuẩn này có thể xâm nhập trực tiếp qua da, niêm mạc lành nếu tiếp xúc lâu với môi trường nhiễm khuẩn, nhất là tại các vùng nuôi lợn. Leptospirale có thể dẫn đến nhiễm độc toàn thân, xuất huyết, suy gan thận, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ khuyến cáo rằng những người làm việc trong môi trường nước lũ hoặc chuồng trại cần mặc đầy đủ quần áo bảo hộ, ủng, găng tay để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Và tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Một trường học tháo 7 TV trả lại tiền cho phụ huynh. Vào ngày 2 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, hai trường trung học phổ thông ở huyện Phù Cát đã phải tháo 7 TV trả lại tiền xây nhà xe cho phụ huynh. Và trước đó, cách đây 10 ngày, nhiều phụ huynh trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát đã phản ánh về việc ban đại diện cha mẹ học sinh vận động thu tiền mua 7 TV với giá 50 triệu đồng dùng cho khối 10. Và cùng lúc, trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, thị trấn Cát Tiến vận động và thu được 70 triệu đồng để xây nhà xe cho học sinh. Theo như thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các khoản không được vận động phụ huynh quyên góp bao gồm bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh, trông coi phương tiện đi lại của học sinh, vệ sinh lớp, trường, khen thưởng giáo viên, mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Và theo đó, việc vận động thu của hai trường trung học phổ thông này là sai quy định. Ngoài việc yêu cầu hai trường trả lại TV, trả lại tiền, Sở cũng sẽ kiểm tra việc ban đại diện cha mẹ đứng ra tự vận động hay có ý kiến của giáo viên và hiệu trưởng. Quý vị thân mến, đầu năm học là thời điểm mà cha mẹ và gia đình phải chi nhiều khoản, bao gồm mua sắm quần áo, sách vở và đồ dùng học tập cho các em. Vì thế rất mong các trường và ban đại diện phụ huynh cân nhắc việc vận động hay là đóng góp những khoản ngoài quy định. Liên quan đến ngành thuế thì mới đây, tại công văn gửi các tỉnh thành, Tổng cục Thuế đã yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế, công khai thông tin người nợ thuế trên 90 ngày, đồng thời đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với người có khoản nợ thuế quá hạn bị cưỡng chế, nhất là doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo như số liệu của Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, trên 6.500 trường hợp đã bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế gấp 3 lần so với năm ngoái. Nhà chức trách đã thu hơn 1.340 tỷ đồng của gần 2.120 người nộp thuế bị hoãn xuất cảnh. Và tuần trước, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định luật không quy định khoản nợ thuế nhỏ hay là lớn. Người nộp thuế có khoản nợ, dù chỉ 1 đồng mà qua 90 ngày cũng sẽ bị cưỡng chế. Với khoản tiền thuế nợ dưới thời gian này sẽ có thông báo qua email, tài khoản giao dịch thuế điện tử để người dân nộp trước khi mà quá hạn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy like, share và để lại bình luận để ekip tiếp tục có thêm động lực làm thật tốt các video tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.